Hơn 2 tỷ đồng tiền điện được tiết kiệm mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2023. Đây là kết quả sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh tiết kiệm điện. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 4, quận 8, lãnh đạo phường yêu cầu tất cả cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện, như luôn điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ 60 phút sau khi bắt đầu làm việc và tắt sớm 60 phút trước khi hết giờ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Trong tháng 5 năm 2023 thì tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tại cơ quan phường 4 có giảm khoảng 10% so với tháng trước. Ủy ban dân phường thì cũng luôn đặt mục tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm điện, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan. Cụ thể là đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm theo chỉ đạo của nhà thành phố. Còn doanh nghiệp này chủ động bố trí ca làm việc vào giờ thấp điểm, tối ưu hóa các công đoạn sản xuất. Công ty cũng sử dụng hoàn toàn bóng đèn LED thay thế máy móc cũ kỹ và hao tốn điện. Mình nghĩ là khi mà tiết kiệm điện nó phải đi từ cái cấp lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp, lan tỏa đến các cấp quản lý và dần dần đến nhân viên, thì dần dần sẽ biến thành một cái thói quen và cũng như là một cái nhận thức chung mà tiết kiệm năng lượng trong xã hội. Tôi đã cùng với hai quận, quận Tâm và quận 8 và tuyên truyền vận động tới các khu phố, tổ dân phố, các ban ngành ở địa phương. Ngoài ra thì trên địa bàn thì sẽ có những khách hàng trọng điểm thì chúng tôi cũng thông báo và mời các khách hàng này tham gia cái chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại DR. Cũng không phải là thời gian này mà chúng tôi tiết kiệm điện, mà chúng tôi đây là cái chủ trương xuyên suốt trong thời gian qua. Hiện nay ở trụ sở ngay đây thì chúng tôi đã tắt 50% lượng thang máy để khuyến khích người lao động ở những cái tầng gần nhau thì mình đi thang bộ. Hệ thống máy lạnh thì cũng cài đặt ở chế độ tiết kiệm điện tối đa. Anh em cũng rất là đồng thuận trong cái việc này để cùng người dân thành phố và là một cái đơn vị cung cấp điện sẽ là nêu gương. Hiện nay, thời tiết trên cả nước, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục có những diễn biến thất thường. Sáng nắng nóng, chiều có mưa dông nhưng vẫn cảm nhận rõ sự oi bức. Vì vậy, ngành điện tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, người dân cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, xây dựng thành thói quen hàng ngày. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.